lấy cảm hứng thiết kế từ ngũ hành, lọc nước Dakiosan khác biệt về chất lượng. Dakiosan mang lại sức khỏe, may mắn cho gia chủ. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cảnh giác với mầm bệnh COVID-19 tại cộng đồng. Việt Nam có trường duy nhất vào top đại học xuất sắc nhất thế giới. Sản phụ đầu tiên mắc COVID-19 được mổ lấy con thành công. Chế tài thật nặng những người giúp nhập cảnh trái phép. Đấm cá mập để cứu vợ, người đàn ông Úc được gọi là người chồng quốc dân. Sau đây là những thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 16 tháng 8. Thông tin phấn khởi về giáo dục vừa được công bố. Việt Nam có một trường duy nhất là trường Đại học Tôn Đức Thắng lọt vào bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2020, được xếp trong top 701 đến 800, tăng ít nhất 200 bậc so với năm 2019. Đây là kết quả xếp hạng các đại học xuất sắc nhất toàn thế giới năm 2020. Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay vẫn là những đại học danh giá và lâu đời trên thế giới. Đại học Harvard, Mỹ, thứ hai là Đại học Stanford, Mỹ và thứ ba là Đại học Cambridge, Anh. Còn với trường Đại học Tôn Đức Thắng, nhờ cơ chế thí điểm tự chủ và cơ chế đại học công được quản trị như mô hình đại học ngoài công lập, nhà trường đã vào top 400 đại học của thế giới theo nhóm ngành học thuật năm 2020. Trong khi đó, cập nhật kết quả cuộc chiến chống COVID-19 tại miền Trung, hôm nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố chữa khỏi COVID-19 cho 2 bệnh nhân, trong đó một ca tổn thương phổi nghiêm trọng. Đây là bệnh nhân 582, 55 tuổi, giáo viên ở phường Bình Hiên, quận Hải Châu, nhập viện điều trị với các bệnh lý nền như tăng huyết áp, suy tim, thiếu máu cục bộ. Trên giường bệnh nhân yêu cầu được cầm bút để ghi lời cảm ơn đến những ân nhân cứu sống mình. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng làm thủ tục ra viện cho bệnh nhân 615, 27 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu. Cũng trong hôm nay, 70 bệnh nhân của Bệnh viện Đà Nẵng được Quảng Nam tiếp nhận, điều trị sau khi bệnh viện này phong tỏa đã được xuất viện về nhà. Ngoài ra, cập nhật thông tin chiều nay, Hà Nội ghi nhận ca COVID-19 mới, hiện đã báo lên Bộ Y tế để Bộ xác nhận bệnh nhân 30 tuổi, nam giới và có nghi ngờ lây từ bệnh nhân 812. Thưa quý vị, những ngày gần đây, dịch COVID-19 có diễn biến mới, lo ngại tình trạng bỏ lọt bệnh nhân và nhiều ca mắc mất dấu, Bộ Y tế nhấn mạnh nâng mức cảnh báo dịch bệnh tại cộng đồng hiện nay là cấp thiết. Theo các phân tích, dấu hiệu hiện nay cho thấy có mầm bệnh tại cộng đồng. Từ ngày 25 tháng 7 đến nay, ghi nhận có nhiều bệnh nhân mất dấu cũng cho thấy nâng mức cảnh báo là cần thiết. Cụ thể, nâng mức cảnh báo là nâng mức cảnh giác, nhất là những người từ Đà Nẵng trở về. Các bệnh viện chú ý phân luồng, phát hiện sớm người có ho, sốt, nghi ngờ mắc viêm đường hô hấp cấp, không để lọt bệnh nhân. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có văn bản cảnh báo bệnh viện không để lọt bệnh nhân như đã xảy ra vừa qua. Câu hỏi quan tâm hơn, có thể khống chế dịch trong tháng 8 hay không? Hiện nay dù mỗi ngày vẫn có chừng 20 bệnh nhân mới, nhưng so với tuần trước, dấu hiệu giảm đã rõ hơn. Tại các khu vực đông dân cư, người dân chú ý đeo khẩu trang, rửa tay, đảm bảo khoảng cách 2 mét để phòng tránh lây lan. Nếu thực hiện đúng các khuyến cáo, cơ hội khống chế dịch trong tháng 8 là hoàn toàn có thể. Dịch COVID-19 tác động nhiều mặt đời sống dân sinh tại thành phố Đà Nẵng, trong đó nhiều công nhân xây dựng gặp không ít khó khăn. Mới đây, thành phố này thông báo công nhân xây dựng nếu khó khăn liên hệ ngay chính quyền. Các công trình xây dựng tại thành phố đã tạm dừng hoạt động. Hiện còn nhiều công nhân xây dựng ở các tỉnh bị kẹt lại không thể về quê. Các quận, huyện và chủ đầu tư báo cáo tình hình ăn ở của công nhân cơ bản đảm bảo, không đến mức thiếu ăn. Thành phố đã thống kê có khoảng 350 công nhân có nhu cầu về quê. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê nhu cầu này. Thành phố sẽ hỗ trợ về thủ tục, kêu gọi chi phí xe cộ từ chủ đầu tư và nhà thầu để đưa mọi người về. Trong khi đó, hình ảnh cũng từ tâm dịch Đà Nẵng mang nhiều cảm xúc. Mới đây, đại diện Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang xác nhận các bác sĩ vừa mổ lấy thai thành công cho một sản phụ mắc COVID-19. Đây là bệnh nhân 569, 35 tuổi, trú quận Liên Chiểu, mang thai 37 tuần, cũng là một trong hai thai phụ đầu tiên được ghi nhận nhiễm COVID-19 ở nước ta. Bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang đã phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng hội chẩn và quyết định mổ lấy thai. Theo Bộ Y tế, hiện chưa có bằng chứng COVID-19 lây truyền từ mẹ sang con. Ngoài bệnh nhân 569, còn có bệnh nhân 495 đang mang thai 13 tuần.
Bản tin 30 giây nóng tiếp nối với nhiều thông tin cập nhật đáng chú ý liên quan đến đô thị, đất đai. Từ nay, người bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh kê khai giá ảo coi chừng bị truy thu thuế. Đã có trường hợp bị truy thu hơn 200 triệu đồng do bán nhà 11 tỷ nhưng khai 1 tỷ đồng. Ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã có văn bản yêu cầu các phòng công chứng phải chuyển hồ sơ về cơ quan thuế nếu phát hiện hợp đồng chuyển nhượng nhà đất được công chứng hai lần, với giá chuyển nhượng giữa hai lần có chênh lệch. Để tránh nộp thuế cao, nhiều người thỏa thuận lấy giá nhà đất do nhà nước ban hành để ghi trong hợp đồng công chứng thay vì ghi giá thật. Tình trạng này phổ biến suốt thời gian dài với cả nhà phố và chung cư. Ông Minh cũng cho biết các chi cục thuế đang xử lý hàng loạt hồ sơ kê khai nhà hai giá, đồng thời rà soát các hồ sơ chuyển nhượng bất động sản trong thời hạn 5 năm kể từ năm 2015 đến năm 2020. Nếu phát hiện, cơ quan thuế sẽ truy thu thuế và phạt theo quy định. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây, 3 dự án chậm làm thủ tục cấp giấy hồng ở quận 2, quận 10 và quận Tân Phú bị Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố đề xuất thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường thành phố xử phạt chủ đầu tư. Mức tiền phạt cao nhất được đề xuất cho một trong 3 trường hợp này là gần 1 tỷ đồng. Đây là 3 dự án đã được cơ quan có thẩm quyền xác định đủ điều kiện cấp giấy hồng, tuy nhiên đã hết thời hạn theo quy định, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa nộp hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố để làm thủ tục cấp giấy hồng cho người mua nhà. Nghị định 91 quy định, các chủ đầu tư chậm làm thủ tục cấp giấy hồng cho người mua nhà có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện còn hàng chục chung cư, dự án nhà ở chưa được cấp giấy hồng cho người mua vì nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng chưa có chủ đầu tư nào bị xử phạt hành vi này. Còn tại thành phố Đà Nẵng, câu hỏi nóng thu hút rất nhiều quan tâm hiện nay là thu hồi dự án khu đô thị Đa Phước giải quyết quyền lợi cho người dân ra sao. Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện các thủ tục quy trình thu hồi dự án 181 ha đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Yêu cầu này có liên quan đến việc quyền lợi của người dân đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để mua nhà. Dự án Đa Phước 181 ha, còn gọi là The Sunrise Bay, phường Thuận Phước và Thanh Bình, quận Hải Châu, do công ty trách nhiệm hữu hạn The Sunrise Bay làm chủ đầu tư nhưng chưa đủ điều kiện bán nhà. Tuy nhiên, theo hợp đồng giữa người dân với đơn vị phân phối, cam kết sẽ bàn giao nhà vào quý 1 và 2 năm 2018. Thực tế hiện nay, dự án chỉ là một bãi đất hoang. Người mua nhà nhiều lần tập trung phản đối quyết liệt yêu cầu giao nhà. Trong khi đó, câu hỏi mang nhiều bức xúc từ Đà Lạt, có phải thành phố này đổi mảng xanh khu đất vàng Đồi Dinh lấy khách sạn? Khu vực Đồi Dinh, nơi có dinh tỉnh trưởng do người Pháp xây dựng, có thể xem là đất vàng của thành phố Đà Lạt, có tầm nhìn thoáng rộng, nhìn về các hướng, diện tích gần 17.000m2. Ngoài dinh tỉnh trưởng chỉ chiếm khoảng 1.500m2, toàn bộ khu vực là cây xanh. Ở khu trung tâm Hòa Bình Đà Lạt, Đồi Dinh là thửa đất lớn duy nhất. Khu vực này cũng được nhìn nhận là long mạch của thành phố. Mới đây, thành phố đã đưa ra phương án quy hoạch không gian Đồi Dinh. Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, quy hoạch khu Hòa Bình Đà Lạt nói chung và các phương án quy hoạch không gian Đồi Dinh nói riêng là một sai lầm nghiêm trọng xét cả về quy hoạch đô thị, bảo tồn di sản, lịch sử. Tiếp theo là những tin tức nóng khác. Trước tiên là bức xúc về nhập cảnh trái phép, đặc biệt sau cảnh báo của thành phố Hồ Chí Minh về ca mắc Covid-19 là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Qua thăm dò, rất nhiều đề nghị chế tài thật nặng những người giúp đỡ nhập cảnh trái phép. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đặt vấn đề, chúng ta cần ngăn chặn quyết liệt, không để những giọt mồ hôi, nước mắt của bao người trong cuộc chiến với Covid-19 trở thành vô ích chỉ vì vấn đề nhập cảnh trái phép. Tuổi Trẻ Online tổ chức thăm dò liên quan đến vấn đề này với những lựa chọn. Cần có chế tài thật nặng với những người nhập cảnh trái phép. Chế tài thật nặng với những đối tượng giúp đỡ nhập cảnh trái phép. Kết quả đến nửa đầu giờ chiều nay cho thấy, có hơn 400 bình chọn cần có chế tài thật nặng với những người nhập cảnh trái phép, trong khi có hơn 1.300 bình luận chọn chế tài thật nặng với những đối tượng giúp đỡ nhập cảnh trái phép. Tiếp theo là những hình ảnh, đoạn clip để lại nhiều bức xúc khi vượt ẩu, bị barrier chắn lại, tài xế chửi và tát nữ nhân viên trạm thu phí trên quốc lộ 51, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay, đại diện Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Đường Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết đã làm việc với công an về vụ việc này. Trước đó, tại trạm thu phí số 3, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, ô tô biển kiểm soát tỉnh Gia Lai sử dụng vé tháng từ hướng Biên Hòa đi Vũng Tàu vào làn 8. Xe này bám đuôi xe qua trước nên barrier sập xuống. Tài xế xuống xe đến cabin, nơi một phụ nữ đang làm việc, chửi bới và tát vào mặt chị.
Cũng theo trạm thu phí, khi qua trạm, tài xế đang nghe điện thoại, không quan sát. Đại diện BVEC cho biết, dù cần barrier có đóng nhưng không gây hư hỏng gì vì cần barrier có bọc bìa cắt tông. Cũng mới đây, nhiều người xem đoạn clip rất bức xúc, đề nghị công an vào cuộc truy tìm người đàn ông đi sai luật, không đội mũ bảo hiểm, còn có hành vi hủy hoại tài sản của người khác. Vụ việc xảy ra tại xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương. Hình ảnh ghi lại cho thấy, một tài xế ô tô đã nháy đèn pha, cảnh báo người đi xe máy theo chiều ngược lại. Sau đó, tài xế đã đánh lái tránh người này và điều khiển ô tô đi tiếp. Thế nhưng, khi ô tô chạy được một đoạn, người đàn ông đuổi theo và chặn đầu xe. Dù tài xế ô tô nói xin lỗi, nhưng người này rất hung hăng, chửi bới, thậm chí đập bể cửa kính xe. Sau khi hăm dọa tài xế, người đàn ông phóng xe đi thẳng. Chuyển sang những tin tức thế giới đáng chú ý là hình ảnh thú vị ở ngôi làng có kho thóc dùng đủ 3 tháng, dân dựa vào nhau vượt đại dịch tại Đông Java, Indonesia. Một giải pháp vượt lên đáng để quan tâm khi dịch Covid-19 vẫn hoành hành, hiện chưa có một khoảng yên bình nào. Dân làng Semplup ở Đông Java, Indonesia cùng hợp tác đảm bảo lương thực, an ninh và sức khỏe người dân trong suốt đại dịch Covid-19. Dân làng nói rằng dựa vào nhau là chiến lược dài hạn tốt nhất. Ngôi làng này có kho lương thực có thể đáp ứng nhu cầu của người dân trong 3 tháng. Trong đại dịch Covid-19, mọi người làm việc ở nhà, làm cách nào để đáp ứng nhu cầu ăn uống đây? Do vậy, làng đưa ra giải pháp này. Nguồn cung thức ăn đến từ dân làng và cũng phục vụ cho dân làng. Kho lương thực là một phần trong chiến lược của ngôi làng kiên cường này. Thông tin cập nhật mới đây từ chuyên gia Singapore cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại được trên thực phẩm đông lạnh trong ít nhất 3 tuần. Những nguy cơ lây cho người tiêu dùng bình thường là rất thấp. Các chuyên gia Singapore cũng nhận định có khả năng con người bị nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 từ các thực phẩm đông lạnh, nhưng nguy cơ này là rất thấp. Chuyên gia của Singapore nghiên cứu đưa virus SARS-CoV-2 lên bề mặt tôm, cá hồi, thịt heo và tiến hành xét nghiệm sau 3 tuần. Khoảng thời gian dư dả để các loại thực phẩm như vậy được xuất khẩu và bán cho người tiêu dùng. Lây nhiễm SARS-CoV-2 qua đồ đông lạnh nhập khẩu đã trở thành một chủ đề nóng trong những ngày qua, sau khi New Zealand ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên sau 102 ngày không có ca nhiễm, dẫn tới phong tỏa thành phố Auckland. Tiếp theo là hình ảnh cảm xúc về người đàn ông Úc đấm cá mập để cứu vợ, được gọi là người chồng quốc dân. Hôm nay, nước Úc hết lời ca ngợi hành động dũng cảm của một người đàn ông tên Mark Rapley vì đã nhảy lên lưng con cá mập trắng, đấm nó để buộc con vật ngừng tấn công vợ mình. Sự việc xảy ra ở bãi biển Shelley Beach, bang New South Wales hôm ngày 15 tháng 8. Mark Rapley đang lướt ván cùng với vợ là chị Chantel Dolly, 35 tuổi, bất ngờ một con cá mập trắng lớn tấn công và cắn vào chân chị Dolly. Trong tình cảnh vợ có thể cầm chắc cái chết, ngay lập tức, Mark Rapley nhảy lên lưng con cá mập và đấm liên tiếp vào vùng đầu của nó. Có thể nhờ những cú đấm liên tiếp này mà con cá mập nhả chị Dolly ra. Chị Dolly bị một số vết thương sâu ở bắp chân và đùi, sau đó được chở tới bệnh viện bằng trực thăng để mổ cấp cứu. Còn đây là hình ảnh ấn tượng cảnh câu cá ngừ khổng lồ bằng máy câu hiện đại ngoài khơi biển Nhật Bản. Hai ngư dân đã câu được một con cá ngừ nặng khoảng 400 kg trong buổi tối ra khơi. Ở Nhật Bản, cá ngừ càng to và càng tươi, giá trị con cá càng cao. Trong phiên đấu giá gần đây, đầu năm 2020, con cá ngừ nặng nhất 276 kg được đấu giá 1,8 triệu USD, hơn 40 tỷ đồng. Con cá ngừ này nặng 400 kg, ước tính hơn 3 triệu USD. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một số lý do nào đó bạn chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lấy cảm hứng thiết kế từ ngũ hành, lọc nước Daikyo-san khác biệt về chất lượng, lõi lọc ceramic siêu bền mang RO Aqualas nhập khẩu từ Mỹ. Daikyo-san mang lại sức khỏe, may mắn cho gia chủ. Daikyo-san, phong thủy ngũ hành, vượng khí thăng hoa.